Sáng 19 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 18 tháng 8, Đồng Nai đã ghi nhận thêm 660 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca của tỉnh lên hơn 15.600. Các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới là các huyện Vĩnh Cửu, Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận 106 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ gần 0,7%, thấp hơn so với mức 2,2% của cả nước. Theo phân tích của ngành y tế, tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong là 54, nữ giới chiếm 61%. Nguyên nhân khách quan của các trường hợp tử vong là phần lớn đều có bệnh nền, dẫn tới nguy cơ bị các biến chứng nguy hiểm, cũng như biến chủng Delta diễn biến nhanh, mức độ nguy hiểm cao. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là cơ sở y tế tại một số nơi bị quá tải, thiếu trang thiết bị và nhân lực. Từ ngày 18 tháng 8, Đồng Nai đã bắt đầu triển khai kế hoạch xét nghiệm COVID-19 diện rộng. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ còn chậm và các địa phương thực hiện chưa đồng bộ. Trong đó, một số địa phương thực hiện chưa đạt tiến độ là thành phố Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Xuân Lộc, Long Thành. Các khó khăn của địa phương là thiếu nhân lực, vật tư chưa đầy đủ, sự phối hợp trong công tác lấy mẫu còn chưa tốt. Tại cuộc họp, các địa phương cho biết đang khẩn trương thực hiện đồng loạt hai chiến dịch lớn là xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine, dẫn đến bị thiếu hụt về nhân lực. Các huyện, thành phố kiến nghị Sở Y tế hỗ trợ về trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế địa phương, đặc biệt là về hồi sức cấp cứu. Đồng thời đề nghị các trung tâm xét nghiệm cần đảm bảo thời gian trả kết quả PCR để chiến dịch xét nghiệm diễn ra thuận lợi. Về tiến độ tiêm chủng, các địa phương đã thực hiện xong 98,1% số vaccine của đợt 4 và đợt 5. Dự kiến nhiều địa phương sẽ hoàn thành hai đợt tiêm trong ngày hôm nay. Cùng với đó, các địa phương đang tập trung chi hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, thiết lập, giữ vững và mở rộng vùng xanh để ngăn chặn dịch, tiến hành giãn dân tại các khu nhà trọ, tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly, điều trị. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine cho người dân, nhưng phải đảm bảo an toàn. Các địa phương thực hiện xét nghiệm còn chậm thì cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ. Sở Y tế tổng hợp số ca dương tính kịp thời để ban chỉ đạo theo dõi tiến độ. Các địa phương phải nhớ một nguyên tắc là không tụ tập đông người. Ông tiêm chích, ông xét nghiệm, làm gì làm không phép được tụ tập đông người. Địa phương nào tụ tập đông người thì kỷ luật người lãnh đạo nữa đó. Còn số liệu nhiễm, tôi đề nghị Sở Y tế lấy con số thực của mỗi ngày, không lấy con số ảo. Bây giờ Biên Hòa ngày hôm nay phát hiện bao nhiêu ca F0 sáng mai báo. Vĩnh Cửu bao nhiêu ca F0 hôm nay phát hiện sáng mai báo. Lấy con số thực của ngày hôm trước báo cáo ban chỉ đạo. Đặc biệt, các huyện, thành phố cần khóa chặt khu dân cư, bảo vệ vùng xanh, không để bị đổi màu. Phải thuyết phục, vận động, hỗ trợ an sinh để người dân không di chuyển trong giai đoạn hiện nay. Sở Y tế tiếp tục tăng cường nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để từng bước nâng cao năng lực cứu người, chăm sóc bệnh nhân. Các huyện, thành phố huy động lực lượng tại chỗ như công chức, viên chức, tình nguyện viên để tham gia lực lượng chống dịch. Các địa phương phải bám sát, nắm bắt hoàn cảnh của người dân để hỗ trợ kịp thời. Đối tượng 68 ủng hộ giúp đỡ theo chính sách của nhà nước là một. Nhưng mà đối tượng khổ không nằm trong 68, khó khăn không nằm trong 68 cũng rất nhiều. Chúng ta cũng phải vận dụng để giúp họ chứ không bỏ rơi họ được đâu. Nên các địa phương phải bám sát dân, phải bám sát dân. Những hộ nào được chính sách 68 rồi nhưng vẫn còn khó khăn thì vẫn phải hỗ trợ tiếp. Những đối tượng nào không nằm trong đối tượng 68 mà khó khăn, chúng ta cũng phải hỗ trợ. Nên cái hỗ trợ là một cái tình cảm, là trách nhiệm chứ không phải là một công thức cứng nhắc. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị cần tham gia công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân nắm bắt các thông tin và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Người đứng đầu các cấp phải quan tâm, củng cố đội ngũ nhân lực, có các chính sách chăm lo, bảo vệ, tạo động lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thank you.